Hôm nay mình tập âm d. D. Dog. Dog. Day. Day. Don't. Don't. Với âm này mình để miệng giống như khi phát âm âm t. Nhưng khác là khi mình phát âm âm d này thì mình phải dùng kèm thêm thanh quản. D. Good. Good. Bad. Bad. Need. Need. I need to feed my kid. Need. Feed. Kid. I need to feed my kid. I don't have any ideas. Don't. Ideas. I don't have any ideas. Why did God kill the dinosaurs? Did. God. Dinosaurs. Why did God kill the dinosaurs?